Kính thưa quý vị, thì bắt đầu về một cái sự sống mới thì có thể là với một số bà con chúng ta chưa có kinh nghiệm thì chúng ta cần xem cái thông tin này nhiều hơn. Thì sẽ có một điều luôn luôn đúng mà với những người có kinh nghiệm rồi thì chúng ta biết. Khi mà cây giống mới trồng xuống như thế này thì đây là cái sự phát triển rất là chậm. Bởi vì nó cần thời gian để thích nghi với môi trường mới. Giống như là chúng ta mới bắt đầu gửi nhà trẻ. Đó, mình đưa con đưa cháu bắt đầu gửi nhà trẻ thì đây là một khoảng thời gian nó thích nghi rất là chậm, mà khi nó thích nghi được rồi thì nó phát triển mới nhanh đó. Thì cây trồng khi mà chúng ta cắm nó lên một cái vùng đất mới thì nó cũng sẽ cần cái khoảng thời gian này, đây là nguyên lý chung rồi. Đương nhiên lượng phân thời điểm này nó cần rất là ít quý vị, bởi vì sao? Cái lượng sinh khối nó không có nhiều, ví dụ như cây giờ nó chỉ có một nắm tay thôi, nó chỉ có vài trăm gram mà, thì với cái lượng sinh khối đó và một cái lượng rễ rất là ít như vậy thì cây nó sẽ không có cần nhiều phân bón. Cho nên trong thời điểm này sẽ có hai điều tối kỵ mà bà con mình nghĩ là nó sẽ tốt thì nó không đúng nha. Đó là việc chúng ta nghĩ rằng chúng ta bón phân nhiều cho cây thì cây sẽ tốt, nhưng không, cây sẽ chết. Việc chúng ta nghĩ là chúng ta tưới nước nhiều cho cây thì cây sẽ tốt, nhưng không, cây sẽ úng rễ và chết. Thì đây là những cái kinh nghiệm xương máu mà rất là nhiều người đã bị khi mà chúng ta chuyển đổi mô hình từ một cái loại cây này sang một loại cây khác, đặc biệt là từ cây lúa lên trồng rau màu, hoặc là từ cây lúa và cây rau màu lên trồng cây ăn trái. Bởi vì đây là những cái mô hình canh tác hoàn toàn khác nhau và đặc tính của mỗi loại cây khác nhau, cách chọn phân bón khác nhau và cách cung cấp nước khác nhau. Nên hai điều luôn luôn diễn ra, nhưng là hai điều luôn luôn sẽ gây ảnh hưởng lớn nhất. Thì bà con chúng ta lưu ý rằng cây cần rất ít nước và cần rất ít phân bón trong thời điểm đầu. Chúng ta chỉ có cách làm đúng chứ không được làm nhiều. Đó, thì đây là cái quan trọng nhất trong cái bắt đầu sự sống mới của cái cây trồng của mình. Thì chúng ta sẽ xem xét những cái điều như sau. Kính thưa quý vị, sau khi chúng ta trồng cây thì nếu như chúng ta làm sai thì quý vị sẽ thấy có hai cái biểu hiện rất là quan trọng này. Thứ nhất là rụng lá. Rụng lá có thể là nó rụng lá non hoặc có khi là nó rụng lá già. Lá già ở đây thì nó sẽ khô cháy và nó rụng. Thì điều này cho chúng ta thấy là gì? Rụng lá non là khi bà con mình trồng trong cái thời tiết nắng nóng mà bà con mình trồng khi cơ đoạn nó còn non quá thì chắc chắn là lá non nó chịu không nổi, nó rụng. Rồi, lá già khi thiếu nước, khi có gió mạnh thì cái sự bốc thoát hơi của cây nó nhiều, bốc hơi nhiều để giảm đi sự thoát hơi nước thì nó sẽ rụng bớt lá. Đó. Hoặc là cái hormone APA nó hình thành thì nó sẽ tạo ra sự ức chế và gây rụng. Thì đây là những cái vấn đề mà khi mà chúng ta mới trồng cây thì chúng ta sẽ không hiểu rõ. Rồi, vấn đề thứ hai là việc vàng lá thối rễ dưới này là do dư nước. Chúng ta tưới nhiều quá nó dư nước, nó úng oxy không vào vùng rễ được, cây không hô hấp được hoặc hô hấp kỹ khí, dẫn đến tình trạng là rễ sẽ hư và hàng loạt vấn đề khác, thậm chí là chết cây rất là nhanh. Rồi, hoặc là ngộ độc phân bón. Đây, thật sự đây là một cái ảnh minh họa, nhưng nếu mà con mình sử dụng một cái lượng phân mà chúng ta đổ trực tiếp vào gốc như thế này thì chắc chắn cây này không bao giờ phát triển tốt được. Chết thì không biết chết hay không, nhưng mà chắc chắn cũng có thể chết nha quý vị. Cho nên chúng ta đừng nghĩ là chúng ta bón phân nhiều cho cây trồng thì cây nó sẽ tốt. Hoặc là một trường hợp nữa là bà con sẽ có một cái tâm lý là gì? Là chúng ta thấy cây nó đang tốt rồi, chúng ta sợ nó sẽ không tốt nữa, chúng ta sợ nó sẽ bị xuống sức, cho nên chúng ta đổ phân bón vô nhiều, rồi sau đó nó ngộ độc phân bón và bắt đầu nó rụng lá. Đó là tình trạng phía sau. Đây là những cái vấn đề mà khi chúng ta hiểu không rõ về cách tưới nước và bón phân. Đó, như vậy thì cơ bản nhất chúng ta sẽ làm gì đây? Kính thưa bà con, thì như chúng ta đã chia sẻ, cây sẽ cần một cái khoảng thời gian để thích nghi. Vậy cái khoảng thời gian thích nghi này là bao nhiêu ngày? Thì thường nếu như chúng ta trồng cái cây ăn trái ra nền đất thì nó cần cái độ ổn định trong vòng khoảng 5 đến 7 ngày, tùy theo cái mùa vụ, cái đất đai và cái lượng nước tưới của chúng ta. Để sao đất nó ổn định, cái bộ rễ mới này nó bắt đầu nó tiếp xúc được với cái môi trường mới. Và khi mà chúng ta tưới nước đủ ẩm, có nghĩa là có ẩm độ thì rễ cây trồng mới ra, khô thì nó không ra, úng thì nó hư. Cho nên là chúng ta tưới nha, có thể là tưới một ngày một lần, ngày hai lần, tùy tùy theo cái mùa vụ đó và chúng ta có tủ gốc hay không, rồi mùa đó là mùa nắng hay mùa mưa và chúng ta xem cái lượng nước. Bởi cây nó rất là nhỏ, cái đường kính tán không có bao nhiêu, cái lượng rễ không nhiều thì nó thật sự nó cần cái lượng nước không nhiều. Nhưng mà nếu mà thời tiết quá khô thì sáng mình tưới nhấp ít, chiều mình tưới nhấp ít đó. Còn nếu mà thời tiết mát mẻ thì mỗi ngày mình tưới nhẹ một lần. Còn nếu mà có mưa thì chúng ta xem xét có thể là ngày cách ngày hoặc là ngày cách 2 ngày, chứ không nên tưới nhiều, chỉ cung cấp ít 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 thôi. Tương tự như cái phương án mà chúng ta không thể nào
cho trẻ em mà uống sữa một lần quá nhiều để cho rằng nó sẽ no trong cả ngày đó, mà chúng ta phải chia rất là nhiều lần trong ngày, thì cái hình thức cung cấp nước cho cái cây trồng nó cũng sẽ tương tự như vậy. Bởi vì cây nó sẽ không thể thiếu nước, nhưng mà quá dư thì không được, thiếu thì nó khô quá thì nó sẽ không gà rễ, nó sẽ phát triển không tốt. Cho nên trong 5 đến 7 ngày đầu sau khi trồng, bà con mình chỉ sẽ quan sát cái tình trạng cây và chúng ta chỉ cung cấp nước thôi. Khi nào đất đai ổn định, có đủ ẩm, bắt đầu rễ cây trồng nó tiếp nhận được cái vùng đất mới, thì lúc đó nó mới chấp nhận câu chuyện là hình thành rễ mới. Và khi nó đã hình thành rễ mới rồi thì nó mới đầu đòi hỏi chúng ta sẽ cung cấp một cái gì đó mới cho nó. Bởi vì cái nguyên lý của cây trồng là gì quý vị? Khi cây ra rễ, có rễ non, có rễ tơ, có lông hút thì nó mới bắt đầu hút dinh dưỡng. Mọi sự cung cấp trước đó đều có thể gây thất thoát và gây ảnh hưởng ngộ độc đến cây. Nhưng chúng ta cung cấp không kịp lúc thì cây trồng nó sẽ suy yếu và nó phát triển kém. Cho nên sau 5 đến 7 ngày thì cây nó bắt đầu quen với môi trường rồi, đã bắt đầu có thể hình thành rễ mới, thì bà con mình sẽ hỗ trợ để cho cái việc hình thành rễ của nó được tốt hơn. Thì chúng ta sẽ có bước đầu tiên, đó là chúng ta cung cấp chất kích rễ, đó là axit humic. Lúc này chưa phải là phân bón, cái gì quý vị đừng lầm tưởng humic là phân bón nha. Humic là một cái chất hỗ trợ để kích rễ, nó là một cái axit hữu cơ sẽ hỗ trợ cho cái quá trình kích rễ của cây trồng, đồng thời thì nó sẽ làm cho cái mặt đất tơi xốp hơn, ổn định pH hơn, giữ nước giữ ẩm để rễ cây trồng dễ hình thành và dễ phát triển hơn. Đương nhiên nếu mà nó kết hợp được với hữu cơ nữa thì nó sẽ mang lại một cái hiệu quả tốt hơn, và nó không phải là dinh dưỡng. Cho nên đây là bước đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cung cấp dinh dưỡng. Rồi đương nhiên đã cung cấp humic rồi quý vị, thì chúng ta cứ định kỳ 5 đến 7 ngày mà chúng ta tưới một lần cho đến khi nào cây hình thành đủ rễ. Thì phương án bà con mình xem xét rễ như thế nào? Chúng ta moi nhẹ trên bề mặt đất xung quanh rễ, cách rễ ra khoảng chừng 5 cho đến 7 cm. Nếu mà chúng ta thấy được những cái đầu rễ màu trắng, đó là những cái phần rễ mới ha. Còn chúng ta không nên đào sâu, đào sâu thì nó sẽ đứt cái rễ, thì chúng ta kiểm tra một vài cây ngẫu nhiên trên vườn mình thôi thì mình có thể nhận được cái dấu hiệu này rồi. Và tiếp tục chúng ta sẽ tưới nước cách 1-2 ngày một lần để giữ ẩm cho cây, thì như thế thì sẽ giúp cây ra rễ được tốt hơn. Thì đây sẽ là dấu hiệu đầu tiên sau khi nó ổn định và chất kích rễ thành công nữa, thì cây sẽ bắt đầu đòi hỏi dinh dưỡng từ chúng ta. Như vậy thì dinh dưỡng thì nó sẽ có hai cái, một là cái dinh dưỡng đã có sẵn trong đất. Nếu như bà con trước đất đã có lót, đã cải tạo đất tốt thì cái dinh dưỡng trong đất có sẵn sẽ hỗ trợ cho cây, rễ cây trồng nó sẽ ra và nó tự hút lượng dinh dưỡng đó. Còn nếu như bà con mình muốn cung cấp nhanh thì chúng ta sẽ cung cấp thêm bằng cái dưỡng chất, đó là chúng ta sẽ cung cấp cái phân bón hòa tan. Thì cái giải pháp về phân bón hòa tan thì chúng tôi đã có chia sẻ bà con mình rất là nhiều công thức rồi. Thì ở đây, đây là giai đoạn cây tơ, cho nên chúng ta sẽ chọn những cái dòng như là 33, 11, 11 hoặc là 30, 14, 6, và chúng ta sẽ tưới với liều lượng khoảng từ 1 cho đến 2 gram trên 1 lít nước. Ngoài ra thì nếu như bà con mình không cung cấp dạng bột thì chúng ta có thể cung cấp dạng lỏng, có nghĩa là ở dạng dung dịch dạng chai như thế này. Thì có thể chúng ta cung cấp phân cá hoặc là organic, và chúng ta có thể cũng cung cấp với lượng là khoảng từ 1 cho đến 2 cc trên 1 lít nước, và chúng ta pha chúng ta tưới. Thì cái lượng tưới với những cây nhỏ này nó không nhiều đâu quý vị, khoảng từ 5 đến 10 lít là nó đã đủ rồi, tùy theo cái cây và tùy theo cái nguồn đất đó nó có mất nước nhanh hay không, thoát nước nhanh hay không, qua mùa đó là mùa nắng hay mùa mưa thì chúng ta sẽ gia giảm theo cái đoạn đó chứ không nhất thiết phải tưới nhiều. Rồi đương nhiên thì trong giai đoạn này thì nếu mà rễ còn yếu mà bà con mình đã cung cấp dinh dưỡng thì chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp luôn với cái humic thêm nữa để cái hỗ trợ cho cái việc ra rễ được tốt hơn. Còn nếu mà đã tốt rồi, rễ tốt rồi thì chúng ta không cần cộng thêm humic để nó tốn phát sinh chi phí, chúng ta xử lý riêng thôi thì cũng được. Có nghĩa là bắt đầu sau khi cây hình thành rễ mới là giai đoạn mà chúng ta cần cung cấp phân bón hiệu quả, là lúc đó chúng ta mới cung cấp. Thì cái cung cấp này gọi là cung cấp đúng thời điểm ha. Và cái nhận biết dấu hiệu cây cần, đó là sau khi 5 đến 7 ngày khi cây ổn định, đủ ẩm, có khả năng ra rễ thì chúng ta cung cấp humic, là chúng ta đã đón được cái giai đoạn nó sẽ cần phân bón rồi. Thì đó là chúng ta nhận biết thời điểm. Và sau khi cây đã hình thành rễ và chúng ta cung cấp phân bón hòa tan thì đây được gọi là bón đúng vào cái thời điểm mà cây cần ha. Rồi ngoài ra thì cái giải pháp này về cái phân bón hòa tan thì như bà con chúng ta đã biết, chúng ta đã chia sẻ trong cái video đó, thì cái lượng dùng rất là ít và nó sẽ phù hợp với cây tơ và không có phát sinh nhiều chi phí, hiệu quả cao, và đồng thời nó sẽ an toàn hơn cho cái cây trồng của mình bởi vì nó không có khả năng gây cháy rễ, và chúng ta cung cấp một cái lượng đúng như khuyến cáo thì cây nó sẽ hấp thu nhanh và nó sẽ phát triển rất là nhanh ha. Thì đây là những cái ưu thế của những cái dòng phân bón hòa tan là như thế. Rồi kính thưa bà con thì
sau khi cái cây mình nó ổn định khoảng từ 20 cho đến 30 ngày, có nghĩa là lúc này nó đã tồn tại được trên mặt đất gần cả tháng rồi, thì chúng ta sẽ xem xét về cái hữu cơ bổ sung thêm, bởi vì cái này cũng stay, bởi vì trước đó bà con mình đã có lót hữu cơ hay chưa, và ở trên bề mặt nó có tơ xốp giữ nước được hay không. Nếu mà điều kiện khô không giữ nước được thì bà con mình có thể kết hợp cái hữu cơ với cái humic để mình bón thêm cho cây, thì cái lượng bón này nó không nhiều đó, bà con mình có thể hữu cơ là hữu cơ bột đi, khoảng chừng 100 đến 200 gram trên gốc là đủ rồi đó. Rồi chúng ta xem xét có thể là nửa tháng, tháng sau chúng ta bón thêm, chứ cũng không có cần phải bổ sung nhiều. Miễn làm sao để cho nó giữ ẩm ở bên trên bề mặt tốt là được. Bón nhiều quá thì nó giữ nước nhiều thì cũng có khả năng gây úng gốc, nó cũng không tốt. Đó. Chúng ta bón ít thôi. Chừng nào thiếu thì chúng ta bón thêm. Nó thiếu thì có thể là sau 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày thì cái lượng này nó đã tiêu tan đi. Và chúng ta lại tiếp tục thấy mặt đất khô nữa. Thì chúng ta quay lại chúng ta cung cấp tiếp. Cây còn nhỏ là không có cung cấp nhiều và cung cấp dày, mà chúng ta sẽ cung cấp ít, mà xem xét tùy theo tình huống bổ sung thêm. Rồi thì đây là cái phương pháp để bà con mình nhìn nhận về cái việc chúng ta chọn thời điểm này chúng ta cung cấp cái phân bón ở cái thời điểm mới này. Rồi đương nhiên thì giải pháp qua lá thì đây cũng là một cái giải pháp bổ sung khá là tốt, thì bà con mình có thể xem xét phun luân phiên hoặc định kỳ một số cái dòng dinh dưỡng giống như là chứa đạm cao, như là 30-14-6 để chúng ta bổ sung đạm, lân, kali qua lá để hỗ trợ phát triển cơ độc mới. Rồi cũng có thể tưới amino acid hoặc phun amino acid ha, đây là một cái giải pháp mà chúng tôi chia sẻ rất là nhiều rồi. Rồi đồng thời thì cơi mới thì phải có thêm cái vi lượng để hỗ trợ cho cái sự phát triển của cơ đọt này. Thì vi lượng thì trong một cơ đọt đầu tiên thì bà con mình có thể cung cấp khoảng từ 1 cho đến 2 lần ha. Thì tùy theo cái mùa vụ và cái sự xem xét về cái độ xanh lá thì bà con mình có thể xem xét bổ sung thêm. Rồi kính thưa bà con, thì với cái cây mới trồng thì có thể là trong khoảng từ 3 cho đến 4 tháng đầu thì nó mới bắt đầu nó hoàn thiện được cái cơi đầu tiên, bởi cơi này nó sẽ rất là lọt xọn, cái gì có nghĩa là lá già trước, lá già sau, lá mở lá sớm, mở lá trễ, rất là nhiều kiểu. Nhưng mà bắt đầu từ thời điểm này trở về sau, bắt đầu cơi sau thì nó sẽ tạo ra một cái bộ cơi mới và nó có thể đồng đều và phát triển mạnh mẽ hơn rất là nhiều ha. Thì cái giai đoạn sau thì mới gọi là cái giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng chính mạnh mẽ mà chúng ta cần phải xem xét và cần phải có biện pháp cắt tỉa tạo tán và cung cấp phân bón hợp lý thì nó mới tạo ra những cái cơ đọt đồng loạt. Thì câu chuyện này chúng ta sẽ nói sau đây. Kính thưa bà con, thì cái quá trình tạo cơ mới thì cái dấu hiệu nào để chúng ta biết là cái cây mình sẽ chuẩn bị tạo cơ mới, điều này rất là quan trọng. Thì bà con mình sẽ xem xét cái số lượng lá già. Lá già là lá sao? Cái lá đó đã mở ra hoàn toàn qua khỏi thời điểm xanh thanh lợt mà nó chuyển sang xanh đậm như thế này. Cây nào cũng vậy quý vị. Cây bưởi cũng vậy, cây sầu riêng cũng vậy, nó sẽ chuyển qua cái dạng đậm như thế này. Rồi, đó, nhưng mà số lượng đông nha, số lượng đông có nghĩa là sao? Bởi vì cơi á, thì không phải là 100% số lượng lá nó sẽ giống nhau, nhưng mà ví dụ như nó 60-70% là lá đã già rồi. Và chúng ta sẽ xem xét những cái vị trí u ở đất lá, có nghĩa là vị trí này. Đó, ví dụ như bưởi hay sầu riêng nào cũng đều như nhau hết, nó sẽ có một vị trí u ở đây, có nghĩa là đây là cái chỗ mà cái cơi mới nó sẽ hình thành lên ngay cái vị trí đó. Đó. Rồi, như vậy thì khi mà lá đã già thì nguyên tắc của cây trồng thì nó sẽ không có cần cung cấp dinh dưỡng quá nhiều lên bề mặt trên nữa. Bởi vì hai cái sự trao đổi này nó bắt đầu nó đã diễn ra rồi, nó đã diễn ra trong một khoảng thời gian khá là dài. Thì rễ nó không cần phát triển mạnh mẽ nữa. Cho nên thì lúc này cây sẽ ít rễ tơ và ít lông hút. Thì lúc này bà con mình cung cấp phân bón vô nó sẽ không còn hiệu quả nữa. Mà những cái việc này chúng ta đã làm trước đó rồi. Thì cây nó sẽ bước vào một cái thời kỳ nghỉ ngơi. Có nghĩa là khi lá nó đã già thì nó sẽ có một cái khoảng dừng, lại có thể là khoảng 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, tùy theo đó là mùa nắng hay là mùa mưa. Rồi, xong tự động cây nó sẽ chuyển sang một giai đoạn mới là nó tự động hình thành cơ mới một mình nó. Đương nhiên nó sẽ không đều, cho nên nó sẽ cần cái sự hỗ trợ từ chúng ta. Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện là chúng ta sẽ nhận biết thời điểm để hỗ trợ cho cái cơ mới này làm sao nó phát triển tốt. Thì bà con mình xem xét những thông tin như sau. Thứ nhất, trong khoảng thời gian nó đang nghỉ ngơi để chúng ta tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển và kích rễ thì chúng ta phải cải tạo cái bề mặt ở bên trên. Tại vì qua một thời gian chúng ta sử dụng phân bón rồi, qua một cái thời gian dài thì không biết bề mặt đất như thế nào, thì có thể bà con mình xem xét việc xới nhẹ nè. Đất phèn thì mình xử lý phèn để cho hạ phèn thì nó sẽ tơi xốp hơn. Gãy voi gãy lân như đó thì cái phương pháp này bà con mình xem lại cho mấy cách xử lý. Rồi chúng ta làm cỏ để mà tạo sự thông thoáng. Rồi chúng ta để cho cái bề mặt đất này nó được ổn định vài ngày. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại bước đầu tiên, đó là bước kích rễ. Và tại sao chúng ta phải làm bước này?
Thì kính thưa quý vị, về phương pháp để kích ghế thì sau khi cơ đã già và đã được thời gian nghỉ ngơi khoảng từ 10 cho đến 15 ngày, những cái vị trí u ở những cái lá già nó bắt đầu nó hiện rõ, thì chỉ cần bà con mình cung cấp đúng thời điểm thì những cái vị trí này nó lập tức nó sẽ bật thành những cái chòi mới ngay. Kính thưa bà con, thì về phương pháp và cái mục đích thì bà con mình xem xét việc này trước. Phương pháp là chúng ta sẽ áp dụng humic là chất kích ghế chính, và đồng thời chúng ta sẽ phối hợp với hữu cơ khoảng từ 200g đến 300g trong gốc, bởi vì cây mình lúc này lớn à, 3-4 tháng rồi, thì chúng ta áp dụng phương án này được. Humic bà con mình vẫn áp dụng là 1 đến 2g trên lít, nhưng mà có thể lúc này chúng ta sử dụng cái lượng nước nhiều hơn, đúng không? Chúng ta sử dụng cái lượng nước nhiều hơn so với bình thường. Hoặc là bà con mình ví dụ như chúng ta đang dự tính là chúng ta sẽ tưới 20 lít cho một cây, mà chúng ta đang dự định áp dụng là 1g trên lít, thì có phải là nó ra 20g humic trên một cây không? Thì chúng ta cứ lấy cái lượng humic mà chúng ta cần cho một cây, rồi chúng ta cộng với cái hữu cơ mà chúng ta gãi cho cây đó thôi. Mục đích của hữu cơ và humic lúc này để làm gì? Hai cái bạn này kết hợp với nhau nó sẽ tạo ra một cái môi trường để giữ ẩm. Humic nó sẽ kích tạo rễ và hỗ trợ cho bộ rễ phát triển. Ở trong cái môi trường có hữu cơ và có humic mới giữ nước giữ ẩm được. Có ẩm, có oxy thì mới có khả năng kích rễ. Kích rễ đó làm gì? Kích rễ để tạo ra những cái rễ tơ và những cái lông hút mới. Thì kính thưa bà con, khi có cái rễ tơ hình thành mới này và có những cái lông hút này, cái lông hút và rễ tơ này là những cái vị trí mà nó sẽ tiếp nhận dinh dưỡng và nước để nó kéo vào trong cây để trở thành một cái sản phẩm để giúp cho cây hình thành nên tế bào mới. Và một cái nguyên tắc nữa, có thể là bà con mình không hiểu rõ nhưng mà chúng ta nhớ nguyên lý, đó là nếu như bộ rễ hình thành thì ngay những cái đầu rễ mới này là những cái vị trí nó sẽ tổng hợp được cytokinin. Cytokinin là một cái hormone điều hòa sinh trưởng thực vật. Nó có thể kích thích cây trồng hình thành chòi bên. Mà chòi bên lúc này là vị trí nào cái gì? Chòi bên lúc này là nó sẽ xuất hiện ngay những cái nách lá cũ, những cái vị trí u mà chúng ta đã nói lúc nãy. Thì đó là nó sẽ bật chòi cho đó. Nó sẽ đánh dấu hiệu lên cây là nó sẽ yêu cầu những cái vị trí đó phải hình thành và phát triển. Thì cái nhiệm vụ mình kích rễ ở dưới này là để cho cái cytokinin nó làm cái nhiệm vụ đó và nó kích ở bên trên, thì như vậy thì mới bật được. Rồi thì nếu như chúng ta đã tạo rễ thành công, cây đã có rễ và có lông hút là xem như chắc chắn ở bên trên nó sẽ bật chòi. Thì cái phương pháp chúng ta áp dụng humic và hữu cơ trong thời điểm này là để làm cái nhiệm vụ tạo được cái vị trí này. Có cái này rồi là chúng ta sẽ thành công. Rồi tới đây chúng ta sẽ hiểu được thời điểm này. Nếu mà chúng ta đã kích rễ được, đã tạo rễ được, thì bắt đầu nhu cầu về nước và dinh dưỡng của cây trồng sẽ có. Kính thưa quý vị và quý bà con, khi mà cái rễ đã hình thành rồi, cytokinin nó sẽ đánh dấu hiệu lên bên trên. Tuy nhiên thì nếu mà cây càng cao thì cytokinin nó đánh dấu hiệu sẽ càng không rõ. Cho nên chúng ta sẽ có một tác dụng hỗ trợ, đó là chúng ta sẽ kích cơ phía bên trên bằng cách chúng ta phun G3. G3 chúng ta sẽ phun vào những cái vị trí nào nó sẽ có khả năng hình thành cơ, cũng như là chúng ta phun ngay những cái vị trí nách lá đó, phun phủ ở phía bên ngoài. Đó. Thì có G3 nữa, thì ở dưới này có rễ, có cytokinin bên dưới này, thì khả năng bật chòi bên trên rất là cao, thì chúng ta gọi là gì? Nhú cơ. Đó, nhú cơ. Thì lúc này có cơ mới, có tế bào mới, thì cây nó sẽ yêu cầu chúng ta cung cấp dinh dưỡng. Thì đây là chúng ta nhận biết được thời điểm bón phân rồi đó. Ra rồi. Có hình thành rễ mới, có bật chòi là phải cung cấp dinh dưỡng. Thì trước đó chúng ta đã dùng humic và có hữu cơ đã có một phần dinh dưỡng rồi, và dinh dưỡng trong đất nữa sẽ có khả năng giúp cho cây bật chòi. Rồi ở đây khi mà cây đã bật chòi rồi thì chúng ta sẽ cung cấp dinh dưỡng trực tiếp bằng cách là chúng ta áp dụng NPK hòa tan để chúng ta cung cấp ở dạng đạm nitrat, giúp cây hấp thu nhanh hơn, bật chòi hiệu quả hơn, đồng loạt hơn. Đây là các tác dụng của những cái dòng phân bón hòa tan mà chúng ta sẽ làm đó. Thì đây là hai cái nhiệm vụ sẽ buộc phải làm, nhưng chúng ta sẽ áp dụng biện pháp phun kéo cơ trước, kích cơ trước. Đó thì chúng ta sẽ áp dụng G3 và chúng ta có thể cộng với amino acid. Thì một cái là chất điều hòa sinh trưởng kích thích hình thành tế bào mới, giãn dài tế bào mới, và amino acid nó sẽ cung cấp những cái tiền chất của protein để giúp tế bào phát triển. Thì đây là cái biện pháp mà chúng ta áp dụng phun ở bên trên. Rồi có thể là sau đó 1 ngày 2 ngày chòi nó bắt đầu nó bật ra thấy rõ, thì bắt đầu chúng ta sẽ cung cấp NPK hòa tan. Thì chúng ta chọn những cái dòng NPK hòa tan ở đây, ví dụ như 33, 11, 11 hoặc là 30, 14, 6, chúng ta tưới ở bên dưới để cung cấp cái đạm nitrat đưa qua cây, qua rễ để nó hút, nó kéo lên.
và nó sẽ trao đổi với sản phẩm quang hợp của cây và nó sẽ tạo ra amino acid tiếp tục để hình thành tế bào mới cho cây. Thì đây, kính thưa bà con, thì về nguyên lý ấy, thì chúng ta nói thì có vẻ như nó phức tạp, hoặc là một số bà con chúng ta có thể hiểu không rõ cái ý này. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể là nhớ cái phương pháp làm. Đầu tiên là cơ già nè, rồi nó để nó nghỉ trong khoảng 10 đến 15 ngày. Rồi trong cái bước đó thì chúng ta có thể cải tạo đất, rồi chúng ta cung cấp humic và hữu cơ để áp dụng kích rễ và tạo môi trường để cho cây ra rễ. Khi cây ra rễ rồi thì chắc chắn nó sẽ bật tròn. Thì nó muốn nó bật tròn mạnh mẽ và đồng loạt thì chúng ta cung cấp G3 cộng amino acid. Rồi khi đã kéo cơ được thành công rồi thì mình cung cấp phân bón thôi. Thì áp dụng các dòng phân bón hòa tan. Đó. Rồi có thể áp dụng 1 đến 2 gram trên lít chúng ta tưới. Rồi, xong. Cũng như là chúng ta đã đầy đủ về biện pháp tạo cơ mới, cung cấp được dinh dưỡng hợp lý. Thì đây là những cái thời điểm mà chúng ta nhận biết và chúng ta cung cấp đúng giai đoạn, quý vị. Rồi, kính thưa bà con, thì khi cây nó ra cây đọt thì nó sẽ có những cái hình ảnh như thế này để cho chúng ta quan sát khi mà chúng ta trồng cái cây gì. Thì chúng ta sẽ quan sát là nó sẽ ra ít hay ra nhiều. Nó nhú đều không? Nó nhiều là sao? Mỗi một nách lá đều ra một cái đọt mới. Thì đó là nhiều. Còn ví dụ như nhiều nách lá nhưng mà số lượng nó ra khoảng 30-40% thì chúng ta gọi là ít ha. Thì khi mà nó ra càng nhiều thì có nghĩa là tế bào mới càng nhiều, thì cái lượng dinh dưỡng phải càng nhiều. Đó, thì chúng ta hiểu theo cái ý đó thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ xem xét chúng ta bổ sung thêm cái hữu cơ, hoặc thậm chí là NPK chiên dùng quả gốc, ngay lúc này chúng ta sử dụng đạm amoni để cho nó rẻ tiền hơn và chúng ta có thể bón một số lượng lớn hơn ha, để nó cân bằng lại cái chi phí với cái đạm nitrat, chứ không phải lúc nào chúng ta cung cấp đạm nitrat không thì cũng tốt. Khi mà chúng ta thấy cái cơ nó ra đồng đều và nhiều như thế này đó, thì có thể là chúng ta cung cấp định kỳ ít, nhưng mà cứ 1 tuần 2 tuần chúng ta cung cấp một lần thì nó sẽ nuôi cơ liên tục nha. Thì lúc này chúng ta nuôi cơ mà trong thời gian lá chưa lụa thì nó vẫn còn hiệu quả đó. Ví dụ như lúc đầu mình phát triển ít cho nó ít, hết rồi cho thêm để chúng ta giảm đi cái khả năng ngộ độc amoni ha. Hoặc là bón hữu cơ nhiều quá thì nó giữ nước nhiều quá cũng có khả năng gây úng, cho nên là chúng ta bón từ từ, bởi vì cây tơ thì mình dễ chăm sóc hơn đó, chúng ta không tốn công nhiều nên chúng ta có thể chia nhỏ ra để nó an toàn cho cây. Đó là cái phương pháp, đó là như thế quý vị. Rồi như vậy thì đây chúng ta cũng nhận biết ra được là cái thời điểm khi mà cơ nhú nhiều và nó đang phát triển như thế này liên tục, cơ nó phát triển thì đâu đó khoảng từ 30 cho đến 45 ngày quý vị. Cho nên trong thời điểm đó chúng ta hoàn toàn có thể ngắt phân bón ra, chúng ta chia nhiều đợt bình thường, thì đó là những cái thời điểm mà chúng ta cung cấp phân bón hiệu quả. Rồi kính thưa bà con, thì đương nhiên thì trong cái quá trình phát triển cơ thì chúng ta không thể nào bỏ qua cái sự bổ sung của cái dinh dưỡng qua lá. Thì những cái dòng mà con mình có thể xem xét như là cái amino gomin nè, 1 đến 2 cc trên 1 lít. Rồi đạm cao có nghĩa lúc này là 30-14-6. Rồi trung lượng để chúng ta bổ sung canxi magie để thúc đẩy cái việc cứng chắc và hỗ trợ quang hợp cho cây. Rồi vi lượng thì những đây là những cái vi lượng thiết yếu mà không thể thiếu trong cái quá trình phát triển của cây mới. Thì chúng ta có thể xem xét luân phiên, hoặc là chúng ta phối hợp và định kỳ khoảng từ 7 đến 10 ngày từ cái thời điểm mà cơ nó nhú ra cho đến xuyên suốt trong cái quá trình nó phát triển cho đến lụa. Thì cái này thì rõ hơn thì bà con mình nên xem lại cái video về cái quy trình của một cây đọt, cái đó thì nó rõ hơn. Còn trong cái video này thì cái chủ đề chúng ta đang nói là cái nhu cầu dinh dưỡng thì nó sẽ xuất hiện ở giai đoạn nào để bà con mình cung cấp cho đúng thôi. Chứ còn nếu mà chi tiết hơn nữa thì chúng ta sẽ không thể nói rõ bằng cái video quy trình cho một cây đọt được. Rồi bà con mình tìm để xem lại cái video đó nha. Xuyên suốt trong cái quá trình mà cơ phát triển cho đến lúc lụa này như thế này quý vị, có nghĩa là bây giờ cơ lá đã mở ra hết hoàn toàn rồi, nó xanh khỏe và nó đủ khả năng quang hợp và nó sẽ trao đổi với cái sản phẩm của cây từ bên vùng gốc đi lên. Thì khi bà con mình nhìn thấy được những cái dấu hiệu lá như thế này nè, mà thí dụ như lúc đó cây mình nó yếu đi, giai đoạn trước đó chúng ta cung cấp phân bón không hiệu quả, thì bà con mình hỏi là bây giờ cung cấp thêm có kịp không, thì xin thưa với bà con, nếu như bà con mình muốn lúc đó là chúng ta sẽ nuôi cơ, thúc cho cơ nó mập lên, mập cành á, thường thường mà con nói sao cành nó ốm quá mà giờ lá nó lụa rồi đó, muốn cho thúc cho bự lá lên để nó quang hợp tốt hơn, thì xin thưa bà con là không kịp nữa. Cho nên là thời điểm này bà con mình cung cấp phân bón nó sẽ không còn hiệu quả. Cho nên bởi vì chúng ta đã xác định sai cái thời điểm và chúng ta đã cung cấp không đúng lúc, thì lúc này có cung cấp đi chăng nữa thì hiệu quả nó cũng không có khác biệt quá nhiều, bởi vì cơ nó đã đi đến cái giai đoạn cuối cùng rồi, tế bào nó đã già hết rồi, thì chúng ta không thể nào cung cấp thêm. Rồi như vậy thì lúc này chúng ta có thể làm được gì? Không thể cung cấp thêm được nữa, nhưng mà chúng ta có thể áp dụng những cái biện pháp để điều chỉnh cơ. Cơ này nó yếu rồi thì mình chịu ha. Chúng ta điều chỉnh cho cơ này nó đồng loạt, có thể là bà con mình áp dụng MKB khoảng từ 1 đến 2 gram trên lít. Chúng ta có thể phun điều chỉnh khoảng 1 cho đến 2 lần, và những lần này có thể cách nhau khoảng từ 7 cho đến 10 ngày. Đó.
thì khi cơ nó đã đứng lại hoàn toàn, nó già hóa hoàn toàn rồi, thì nó sẽ có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi, cũng như là một cái khoảng thời gian nó bị ức chế bởi cái MKB, khoảng 7 đến 10 ngày hoặc là đến 15 ngày tùy theo là mùa nắng hay là mùa mưa. Thì đến lúc này thì cơ nó sẽ dừng lại hoàn toàn để chúng ta chuyển sang một cái quá trình để tạo cơ mới ha. Thì đây là cái quá trình này chúng ta sẽ bắt lại từ cái bước đầu tiên, đó là hô hấp. Thì lúc này bà con mình đã có kinh nghiệm qua hai cơ đọt rồi, một cơ đọt là sau khi trồng và một cái cơ mới ha. Thì đây là hai cơ, thì chắc chắn là sau cái thông tin này thì bà con mình đã có thêm kinh nghiệm để phát triển cái cơ thứ ba rất là hiệu quả ha. Thì mong muốn là bà con mình sẽ có thêm cái thông tin về cái mặt lý thuyết để chúng ta để ý ngoài cái việc thực hành của mình, và chúng ta tác động phân bón vào đúng những cái thời điểm mà cây cần qua những cái dấu hiệu này, để chúng ta sẽ có một cái giải pháp về chi phí hiệu quả cho cái cây trồng của chúng ta. À, kính thưa quý vị và quý bà con, thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái câu chuyện là cây ra hoa chìm, có nghĩa là ra hoa nhiều đợt, có thể là có nụ rồi hoa mới nở rồi trái mới đậu. Thì chúng ta không thể nào đưa cái dinh dưỡng tập trung giống như cái quy trình lúc nãy giờ chúng ta chia sẻ. Thì kính thưa quý vị, sẽ có một cái nguyên tắc với cây trồng mà tự nó sẽ làm việc này và chúng ta không cần tác động gì cả. Đó là khi bà con mình đưa dinh dưỡng cho cây trồng một cách cân bằng, đủ dưỡng chất, thì tự động của nó sẽ phân phát theo cái nhu cầu của từng bộ phận trên cây, nghĩa là nó biết đưa đạm vào vị trí hình thành trái non, hình thành đọt non, nó biết đưa lân vào để hình thành mầm hoa, và nó biết đưa kali vào cho trái lớn. Nó biết hết quý vị, nó sẽ tự động thao tác những công tác này trên cơ sở là bà con chúng ta đưa dinh dưỡng cân bằng và cây mình có một cái sức khỏe bình thường, không trong tình trạng nấm bệnh, hoặc là không có trong tình trạng cây quá sung, thì nó sẽ ưu tiên những cái việc khác. Còn nếu mà khi nó phát triển một cách bình thường và cây mình đang ra hoa chì thì nó sẽ tự động làm những cái việc này. Kính thưa quý vị, thì khi mà chúng ta hiểu được việc này thì nhiệm vụ của chúng ta đó là cung cấp đầy đủ nhưng với một lượng nhỏ, nhưng mà chúng ta sẽ cung cấp định kỳ cho cây ra hoa ra trái chì. Việc này cụ thể như thế này quý vị. Chúng ta sẽ áp dụng bón phân cho cây ra hoa chì theo nguyên tắc là phối hợp bón định kỳ. Thì cái định kỳ ở đây thì tùy bà con mình, có thể chọn định kỳ 15 đến 20 ngày một lần hoặc là một tháng một lần. Đương nhiên hai cái giai đoạn này nó sẽ khác nhau là số lần càng nhiều thì bà con mình bón lượng càng ít, còn số lượng càng thưa thì bà con mình bón lượng càng nhiều, chỉ vậy thôi. Và đương nhiên cũng trên cơ sở là cái lượng hoa trái trên cây mình nó đang nhiều hay ít, và chúng ta sẽ bón cho mỗi một cái lực cây nó sẽ khác nhau. Cây tán lớn thì mình bón nhiều hơn, trái nhiều hơn thì mình bón nhiều hơn, còn những cây cùng độ tuổi đó nhưng mà tán nó nhỏ hơn, lượng trái ít hơn thì mình sẽ bón ít hơn. Đó là cái cơ bản nguyên tắc để mà chúng ta phân phát dinh dưỡng cho cây trồng, nhưng nó phải đủ những cái dưỡng chất như sau. Thứ nhất là NPK ba số bằng nhau, có nghĩa là đạm, lân, kali bằng nhau để cân bằng, thì cây mình nó mới biết đường phân phát dinh dưỡng hợp lý. Thì chúng ta có thể bón vài trăm gram trên gốc tùy theo cái phương pháp mà chúng tôi đã chia sẻ về cái đường kinh tán cũng như là số lượng trái trên cây. Hữu cơ thì thay vì bà con mình bón tập trung một lần khoảng 1-2 kg thì chúng ta cũng chia nhỏ để chúng ta kết hợp với NPK, chúng ta bón theo định kỳ như thế. Có nghĩa là chúng ta thấy cây mình vừa hết phân là mình bón tiếp, hoặc là khi mà nó đang giữ được có một màu xanh tốt mà nó có dấu hiệu xuống màu 1-2 ngày là chúng ta bón phân nhiều tới liền là nó sẽ hợp lý. Hoặc là bà con mình cứ định kỳ lượng nhỏ, lúc nào bón cũng cho nó thiếu miếng nhưng mà cứ 15 ngàn lần, 15 ngàn lần, hoặc là thưa nhất thì cũng tháng lần tùy theo lượng trái và tùy theo mô. Rồi đương nhiên trong cái giai đoạn thì chúng ta cứ tạo rễ liên tục thôi, nhưng mà chúng ta không cần phải tạo quá nhiều, miễn cây nó hấp thu dinh dưỡng hiệu quả, xanh lá và nuôi trái được là ok. Chúng ta không cần phải đưa humic lượng cao để làm gì, thì cũng vẫn đưa theo cái tỷ lệ là khoảng từ 1 đến 2 gram trên 1 lít. Thì bà con mình có thể sử dụng humic theo hai cái phương pháp. Một là bà con mình sẽ kết hợp luôn với NPK đây, và mình kết hợp luôn với hữu cơ để chúng ta gãi. Trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng theo những cái dòng phân bón hòa tan. Thì kính thưa bà con, thì với cây ra hoa chì thì cái việc mà áp dụng những cái dòng phân bón hòa tan nó lại vô cùng quan trọng nha, bởi vì nó hỗ trợ cho tất cả các quá trình. Thì thứ nhất, những cái dòng phân bón hòa tan này bà con mình có thể kết hợp với amino acid hoặc là kết hợp với humic để chúng ta tưới tưới định kỳ theo cái sức khỏe của cây. Thì ví dụ như chúng ta thấy là cây mình nó rễ yếu nè, hoặc là trong cái mùa nắng thì phát triển rễ hơi kém, hoặc là cây dễ sốc, thì chúng ta có thể tưới định kỳ khoảng từ 7 đến 10 ngày hoặc 15 ngày một lần. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn những cái dòng công thức NPK hòa tan mà có lên cao hơn tí xíu để kích rễ, thì chúng ta chọn 15 30 15 đó, rồi khoảng 1-2 gram trên lít humic, 1-2 gram trên lít, và amino 1-2 cc trên 1 lít. Thì chúng ta pha chung những cái này lại để chúng ta tưới cho cái cây trồng của mình, thì nó sẽ tăng được cái độ hấp thu, kích thích hình thành rễ
và cung cấp những cái dưỡng chất thiết yếu thì cái cây trồng mình nó sẽ giữ cái lực cây khỏe hơn. Và sau đó thì cái bộ ghệ đó nó sẽ hấp thu những cái dòng phân bón gốc khác hoặc là hữu cơ mà bà con mình cung cấp vào để nuôi cái cây trong suốt cái quá trình của cái tháng đó. Rồi nếu như cây mình khỏe thì chúng ta không cần tưới dày như vậy mà chúng ta tưới thưa ra, có thể là 15-20 ngàn một lần. Ngoài những cái dòng phân bón thì mình chọn NPK cân bằng thôi. Thì ví dụ như chúng ta chọn NPK để mà bón gốc á, thì chúng ta chọn 3 số 15, 3 số 16 rồi. Thì những cái dòng phân bón hòa tan thì Mekomagi chúng tôi có cung cấp dòng 3 số 20 ha, 20-20-20 để bà con mình áp dụng tưới. Thì chúng ta sẽ tưới với liều khoảng 1-2 gram trên 1 lít nước. Và cần thiết thì chúng ta kết hợp luôn với amino acid để chúng ta tưới để mà giúp cho cái việc phát triển rễ và hấp thu dinh dưỡng nhanh hơn để đưa lên hỗ trợ cho cây trồng. Và đương nhiên lưu ý rằng cái phân bón hòa tan thì đây là những cái dòng kalinitrat, nó sẽ không có ảnh hưởng đến cây trồng an toàn. Tuy nhiên thì giá thành lại đắt hơn vài lần so với cái những cái dòng phân bón chuyên dùng ở gốc khác. Cho nên thì đây sẽ là một cái giải pháp bổ trợ khi nào cần thiết để cho bà con chúng ta xem xét. Và nếu như chúng ta chưa rõ về cái việc này thì bà con mình xem lại cái video là chúng tôi nói về các dạng phân bón hòa tan thì bà con mình sẽ hiểu rõ hơn về cái đặc tính của những cái dòng phân bón này. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì có thể với cây gai trái chiền thì chúng ta sẽ thấy phổ biến nhất của hai loại cây ăn trái, đó là cây bưởi để trái chiền hay là nói chung trong cái nhóm cây có múi. Bởi vì chanh hay là cây tắc, cây hạnh thì cũng áp dụng cái biện pháp để trái chiền. Ngoài ra thì một cái cây rất là phổ biến ở miền Tây hiện tại đó là cây mít, thì cũng là một cái phương án cho trái chiền. Thì như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau ghi nhận cái đặc điểm sinh trưởng của cái loại cây gai trái chiền thì nó sẽ như thế nào. Có nghĩa là trên cây lúc này nó sẽ có rất là nhiều những cái giai đoạn khác nhau. Thì cái việc phân bón làm sao mà mình bón để mà đảm bảo hết tất cả các giai đoạn thì đó là cái thắc mắc của chúng ta. Và chúng ta phải làm sao để đảm bảo sức khỏe cây mà không ảnh hưởng đến cái chất lượng trái. Thì đó là những cái điều mà chúng ta phải làm khi mà mình canh tác một cái cây cho trái chiền. Thì kính thưa bà con, nhiều giai đoạn thì có thể là cây vừa có đọt non nè, vừa có đọt lụa, vừa có cơ đọt già, rồi có nụ hoa mới hình thành, rồi hoa đang nở, trái mới đậu, trái trong giai đoạn phát triển kích thước và trái ở giai đoạn tăng trọng lượng hay còn gọi là giai đoạn trái trưởng thành. Như vậy thì làm sao chúng ta đưa phân bón để nuôi hết tất cả các giai đoạn này đó. Thì như vậy thì chúng ta sẽ ghi nhận thực tế là gì, đối với cái cây gai trái chiền thì nó sẽ không có biểu hiện quá đáng của một cái giai đoạn nào đó. Có nghĩa là rụng sinh lý với trái non thì cũng có, nhưng mà nó kiểu nó lai gai thôi, bởi vì cái dinh dưỡng nó tự điều tiết được, nó không có áp lực là quá nhiều trái non thì nó mới rụng sinh lý nhiều. Còn nếu mà trên cây nó có ít trái non quý vị thì nó không có áp lực như là chúng ta để trái nhiều đó, nên là nó sẽ khác biệt hơn tí xíu với cái phương án gai trái tập trung và nó sẽ dễ chăm sóc hơn. Cây nó sẽ không bao giờ có đi đọt quá mạnh, tại vì nó có nuôi trái, nuôi hoa rồi nuôi đọt, cho nên là nó không thể nào nó đưa dinh dưỡng cho đọt không được đó, bởi vì cây nó đang phân bố dinh dưỡng rất là tốt rồi. Nhưng mà khi mà tình trạng như thế này thì chúng ta sẽ biết gì, có nhiều giai đoạn thì mình phải có đầy đủ dưỡng chất để làm sao cây không bị thiếu chất nào và nó sẽ tự phân tán dinh dưỡng để nó nuôi hết tất cả các giai đoạn. Thì nhiệm vụ của người chăm sóc là chúng ta sẽ đưa đầy đủ dưỡng chất và chúng ta phải đưa dưỡng chất cân bằng. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Rồi, nó sẽ chi tiết như thế này quý vị. Kính thưa bà con, thì một cái nguyên lý cực kỳ cơ bản mà buộc bà con mình chăm sóc cây gai trái chiền là phương châm của chúng ta là đưa NPK 3 số, còn lại những cái việc khác là cái việc đi kèm. NPK 3 số thì trên thị trường nó sẽ có gì? 3 số 15 hoặc 3 số 16 hoặc 3 số 17 hoặc có thể là 3 số 18. Tất cả những công thức này hầu như cách sử dụng là giống nhau, nó chỉ khác nhau là về giá thành thôi quý vị. Cho nên thì quý vị có thể lựa chọn một trong 4 công thức này. Riêng với Mekomagi thì chúng tôi đang phân phối một dòng là 3 số 18. Không phải là nó cao hơn là nó tốt hơn, đó là do là hàm lượng đăng ký của mỗi một cái sản phẩm thì nó như thế. Miễn làm sao bà con mình thấy cái giá thành hợp lý, sử dụng có hiệu quả thì mình sử dụng. Chứ những cái dòng này thì bà con mình không nhất thiết phải so sánh với nhau đâu, tại vì cái hàm lượng nó không có chênh lệch với nhau quá. Phân NPK 3 số cân bằng nó sẽ là cái đường xương sống chính để chúng ta kết hợp với hữu cơ để làm cái nền giữ cái phân bón này, giúp cho bộ rễ hấp thu tốt. Không có rễ thì chúng ta kết hợp với humic để tạo rễ. Bởi vì tất cả các giai đoạn thì buộc phải tạo rễ thôi, không tạo rễ làm sao nó hút dinh dưỡng được. Nó đối với cây trái chiền đặc biệt như thế. Rồi, cây cũng sẽ cần trung lượng để phát triển đọt, phát triển trái, hạn chế nước trái thì chúng ta vẫn phải cộng trung lượng bình thường. Như vậy thì bón phân làm sao? Chúng ta sẽ chia nhỏ
bây giờ mình có rất là nhiều giai đoạn thì mình không thể nào là gọi bón một lần cho nó đủ được, không có biết nó đủ hay không đủ, tại vì mình không biết là diễn biến của nó trong một tháng tới là nó ra bao nhiêu hoa, nó sẽ đậu thêm bao nhiêu trái, và nó có nuôi trái bự nổi hay không, và nó có đi cơ đợt hay không. Cho nên phân bón với cây gai trái chuyện là không có câu chuyện gọi là đủ, mà chúng ta chỉ cung cấp định kỳ. Định kỳ thì tùy bà con, nếu như bà con mình chia lượng quá nhỏ thì có thể là 15 ngày bà con mình bón một lần, 20 ngày bà con mình bón một lần. Còn nếu như bà con mình đi tập trung hơn, mình không có công lao động, mình buộc phải thuê nhân công, thì chúng ta cứ định kỳ 30 ngày thì chúng ta bón phân cho cây một lần, là cái này là xa nhất rồi nha. Còn nếu như mình diện tích nhỏ và công nhà thì chúng ta sẽ chủ động có 15 ngày chúng ta bón một lần. Tại vì mình bón nhiều thì đôi khi nó nguy hiểm tới cái vấn đề ảnh hưởng đến thất thoát phân, hoặc là nó vô tình nó sẽ dư một cái dinh dưỡng nào đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả vườn. Còn nếu mà chúng ta cứ cung cấp mà mình cảm giác như nó có thiếu cái gì đó một chút thì 15 ngày sau mình bổ sung thêm. Thậm chí là nếu như mà chúng ta bón quá thiếu thì 7 ngày 10 ngày sau chúng ta thấy nó đậu nhiều quá, chúng ta bổ sung thêm cũng được, nó không có vấn đề gì cả. Chứ trái chuyền thì không có cách nào để bón phân mà gọi là đủ cho nó được, tại chúng ta sẽ không đủ cơ sở để biết trong diễn biến sắp tới của nó là gì, cho nên là không thể gọi là đủ. Rồi, đó là nguyên tắc về chọn công thức cân bằng và cách chúng ta chia nhỏ định kỳ. Đây là hai vấn đề rất quan trọng đối với cây gà trái chuyền. Rồi, kính thưa quý vị, thì hồi nãy mình nói khó bón phân, mình đã có nguyên tắc là ba số cân bằng rồi, nhưng ở trên vườn, tổng thể trên vườn của mình hay là trong một cái nhóm ở cái khu vực nào đó bắt đầu nó có những cái biểu hiện nó đi sai lệch hơn một tí xíu thì mình vẫn có thể chăm sóc riêng cho nó, thì cái này buộc bà con mình phải tốn nhiều công lao động hơn, có nghĩa là chăm sóc riêng cho một nhóm thì cái này bà con mình xem xét làm được thì làm, còn làm không được thì thôi mình cứ căn theo nguyên tắc cũ. Rồi, nếu như làm thì chúng ta làm như thế nào? Nếu như có một nhóm nào đó nó đi nhiều đọt hơn nhưng mà nó đang trong giai đoạn nuôi trái nhỏ thì có thể là nó cần nhiều đạm hơn chút, thì một là bà con mình không sử dụng công thức ba số nữa, chúng ta chuyển sang chúng ta xài 20 20 15 đó, mình nâng lân tí xíu, nâng đạm lên tí xíu để hỗ trợ cho cái việc phát triển đọt của nó, nhưng mà mình vẫn nuôi trái non được ha, vẫn có kali để kèm, không có vấn đề. Nhưng mà đừng có đưa 10 30 10 10 nha, làm nó đi đọt luôn, nó rụng trái non luôn thì không được. Có nghĩa là từ ba số nâng lên 20 15 thôi để giúp cho cái giai đoạn này nó khỏe hơn chút, cây mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi, nếu như trên cái khu vực đó trái lớn nó nhiều hơn, có nghĩa là cái tỷ lệ trái lớn trên cây hay là trên một cái nhóm cây ở một khu vực nào đó nó nhiều hơn so với những cái nhóm còn lại thì mình vẫn đi ba số, nhưng mà riêng khu vực đó mình có thể là dặm thêm cái NPK kali cao thêm cho nó một tí đó. Nếu như mình thêm cho những cây trái nhỏ quá thì nó vô tình nó làm cho cái cây nó bị đứng lại, trái nó phát triển kém. Nhưng mà nếu như khu vực đó đang là trái lớn nhiều thì mình đi riêng cái NPK kali cao thêm cho nó. Thì có thể ví dụ gì nè, thay vì bà con mình quyết định là một cái lượng nào đó nhưng mà cái khu vực đó bà con mình bón một nửa thôi, mình bón theo vườn nhưng mà bón một nửa à, còn một nửa còn lại mình sẽ chọn NPK kali cao mình gãi riêng cho nó. Rồi, hoặc là chúng ta sẽ thêm lân cho những cây bị yếu rễ một chút, yếu rễ hơn thì chúng ta thêm lân cho nó, ví dụ như chúng ta có thể gãi lân nung chải, hay là chúng ta bổ sung dạng NPK mà chứa lân cao chẳng hạn, hoặc là chúng ta tưới NPK qua hòa tan chứa lân cao cũng được, để hỗ trợ riêng cho những cái khu vực nào mình cảm giác nó hơi yếu rễ tí xíu. Nhưng mà lưu ý phương án này chúng ta sẽ không làm khi cây đang trong giai đoạn mang trái lớn nhiều quá thì chúng ta không làm phương án này đó. Thì đó là những cái khó, là khó là cái gì, để chúng ta đánh giá trên vườn để sao mình tạo cái sự đồng đều cho nó, sẽ giúp cho nó phát triển tốt hơn khi mà mình nhìn ra là cái khu vực đó nó khác biệt đi, và nó có một cái giai đoạn nào hơi chiên một chút thì chúng ta sẽ chăm sóc nó theo vườn ngang đó. Còn nếu như ô bây giờ diện tích bạt ngàn và công lao động mình không có thì mình buộc chỉ có cách là đi theo đường xương sống, đó là ba số làm tới rồi cứ kết hợp hữu cơ humic bón định kỳ thôi, rồi tự cây nó sẽ phân bổ cái dinh dưỡng để hỗ trợ cho cây. Nhưng mà đương nhiên nó sẽ không thể nào đồng đều và nó tốt hết tất cả các giai đoạn được. Còn nếu mà chúng ta có diện tích ít hoặc là chúng ta đủ thời gian để chăm sóc thì mình có thể tính thêm cái phương án này. Rồi nếu vậy thì qua lá là sao quý vị? Thì kính thưa quý vị, bây giờ trái thì cũng có bạt ngàn các giai đoạn rồi, lá thì nó cũng bạt ngàn giai đoạn, nhưng mà chúng ta vẫn phải giữ theo một đường xương sống, đó là cây vẫn phải hoàn hợp tốt thì nó mới nuôi trái được. Thì nhiệm vụ của chúng ta vẫn phải đưa trung lượng và vi lượng để hỗ trợ hoàn hợp. Rồi nếu mà nó có dính vô trái thì cũng được thôi, phải trái nhiều giai đoạn thì nó dính chung vi lượng vô thì cũng được, bởi vì chúng ta cũng có bổ sung chung vi lượng qua trái. Thì bây giờ chúng ta phun phủ lá phủ trái thì cũng được. Đương nhiên thì với trái thì sẽ có những cái giai đoạn nào đó thì bà con sẽ có những cái cách để mà chúng ta tác động riêng, thêm riêng cho nó. Còn nếu mà chúng ta đã phun phủ lá và dính trái thì buộc phải chịu thôi. Thì những cái dinh dưỡng như bà con mình chọn như là magie kẽm bo này, combi vi lượng,
bo hoặc là amino acid thì chúng ta phun phủ cả lá, dính cả trái non, trái lớn, trái nhỏ thì đều được, nó không có vấn đề gì cả. Rồi, việc này thì bà con mình có thể định kỳ khoảng từ 10 cho đến 15 ngày bà con mình phun một lần đó, chỉ định kỳ như thế thôi. Rồi như vậy thì với anh NPK hòa tan thì chúng ta làm sao với cây gai giá trị đây? Thì dễ thôi, chúng ta đã chọn phân bón gốc 3 số thì NPK hòa tan mình cũng sẽ chọn 3 số thì sẽ không xung đột gì cả. Dẫn đưa đạm lên kali đầy đủ thì chúng tôi có cung cấp dòng 3 số 20 đó, bà con mình cứ tưới 1 đến 2 gram trên 1 lít rồi, hoặc là phun phun qua trái, phun qua lá, tưới gốc, áp dụng 3 số hết thì chúng ta yên tâm, chúng ta cung cấp dinh dưỡng cân bằng, không vấn đề gì cả. Rồi, còn nếu như cây nào nó hơi bị yếu rễ hoặc là một cái nhóm cây nào nó đang có cái giai đoạn trái non đó, chúng ta cần hỗ trợ thì có thể bà con mình áp dụng 15 30 15. Rồi chúng ta cũng có thể tưới gốc, rồi chúng ta vẫn có thể phun phủ qua khu vực của trái non. Đó, thì vậy chúng ta cũng sẽ hỗ trợ được cho giai đoạn này thì nó hơi chiên hơn một tí xíu. Và có lặp lại được hay không? Đương nhiên thì NPK thì bà con mình cứ lặp lại tùy theo tình trạng. Ví dụ như bây giờ mình đang hỗ trợ nhiều trái quá, nhiều giai đoạn quá, cây đang suy yếu thì chúng ta cứ tưới định kỳ thôi. 10 ngày, 15 ngày vậy đó, chúng ta tưới lần để hỗ trợ bón gốc, rồi tưới thêm NPK vào tay để nó hỗ trợ nhanh hơn. Rồi, còn nếu mà cây yếu rễ thì mình tưới 15 30 15. Cây nó đủ rễ rồi thôi mình dừng, chứ mình đâu có tưới nhiều gì cho nó tốn kém. Đó, thì chúng ta sẽ xem xét cái NPK hòa tan tùy theo tình trạng dinh dưỡng của cây và chúng ta bổ sung, khi nào đủ chúng ta dừng. Rồi, kính thưa bà con thì sẽ có một vài cái lưu ý về những cái dòng sản phẩm mà nó chiên theo giai đoạn ấy, thì chúng ta sẽ không thể áp dụng cho trái chiền được. Ví dụ bà con mình đưa sản phẩm mà lên quá cao là nó sẽ làm mỏng cái trái lớn, nên là cái giai đoạn cuối nó sẽ không phù hợp. Cho nên ví dụ như là lân tạo mầm là chúng ta không thể phun dính vào trái lớn được, lân cao quá không được. Rồi, kali cao thì chúng ta không phun được cho giai đoạn trái nhỏ, bởi vì chúng ta phun dính trái nhỏ thì trái nó sẽ không phát triển được, hay bà con mình gọi là chai trái đó. Cho nên là những cái dòng công thức nào kali cao quá thì không phun phủ trong cái giai đoạn này được, nó dính trái nhỏ là nó ảnh hưởng. Rồi, đạm cao quá thì cũng không được, nó sẽ ưu tiên cho cái việc đi đọt thì nó lại rụng trái không, thì nó lại nguy hiểm thì cũng không được. Cho nên những cái dòng công thức quá chiên theo giai đoạn là chúng ta không áp dụng nha. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái sản phẩm mà phun trực tiếp vào trái thì nó sẽ ảnh hưởng nhanh và rõ hơn so với phương án qua gốc, cho nên là chúng ta xem xét kỹ các dòng phân bón mà chúng ta cung cấp qua lá hoặc qua trái thì nó không được cái phương án này. Nhưng mà qua gốc tuy là không trực tiếp vào trái nhưng mà dinh dưỡng nó cũng sẽ đi lên và nó cũng sẽ bị tác động, cho nên chúng ta xem xét kỹ cái phương án này, không áp dụng những dòng sản phẩm chiên theo giai đoạn cho cây gai trái chiền đó. Rồi, kính thưa bà con thì chúng ta đã nói trong cái giai đoạn phát triển trái và giai đoạn phát triển kích thước thì cái canxi nó sẽ rất là quan trọng. Còn cái việc gai trái chiền thì chúng ta vẫn phải cung cấp canxi bình thường đó. Nhưng mà ví dụ như chúng ta phun thì có thể là lựa thời điểm nào mà trên cây nó cái số lượng trái nhỏ và cái trái đang phát triển kích thước nhiều thì chúng ta bổ sung. Còn nếu mà không còn cách nào khác nữa, là bây giờ nó nhiều giai đoạn quá, tùm lum quá rồi, thì chúng ta chỉ có cách áp dụng canxi định kỳ hàng tháng để cây nào, trái nào cũng nhận được canxi thôi, chứ giờ không có cách nào khác cả. Thì chúng ta sẽ không nên đưa một cái hàm lượng canxi quá cao, nhưng mà tháng nào chúng ta cũng có phun ở để chúng ta hỗ trợ cho từ trái lớn cho tới trái nhỏ buộc phải phủ hết ở vậy thôi, để chúng ta cung cấp thêm cái dinh dưỡng canxi. Đây là cái điều kiện rất là quan trọng để giúp cho những cái trái nhỏ nó phân chia tế bào và nó hạn chế nước trái trên những cái trái lớn, đặc biệt là với cái giống mít và cái giống bưởi thì lại là cái tỷ lệ nước trái cho cái việc này là cao. Rồi chúng ta cũng sẽ bổ sung canxi để tăng cái độ cứng cáp và tăng cái khả năng kháng lại sâu bệnh cho cây trồng của mình, đặc biệt là trong cái điều kiện mùa mưa ha. Thì đây cũng là một cái chất không thể thiếu, một trung lượng không thể thiếu để bà con mình bổ sung. Thì trong cái phương án lúc nãy về bón gốc thì chúng ta đã nói là chúng ta đưa cái trung lượng qua dùng gốc rồi, thì trong cái trung lượng nó đã có canxi và magie. Nhưng mà chúng ta lưu ý canxi là một cái chất không có di chuyển, cho nên thì ở bên trên trái và lá nó vẫn bị thiếu bình thường, cho nên thì cái phương án phun bổ sung ở bên trên vẫn phải áp dụng định kỳ hàng tháng. Rồi một số cái trường hợp đặc biệt nhỏ khác mà bà con mình có thể lưu ý, với một cái cây nào mà ví dụ như nó đi đọt mạnh quá đi, hoặc đọt nó nhiều nữa, thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái tỷ lệ rụng trái, hoặc là nó sẽ làm cho trái phát triển chậm lại. Thì bà con mình có thể xem xét là chúng ta lấy 7544 chúng ta tưới gốc đó, mình sẽ ức chế hấp thu đạm, ức chế hấp thu nước lại để cho nó đứng lại trong một khoảng thời gian ngắn nào đó thì cái trái nó sẽ không bị chai. Nhưng mà không được phun nha, chúng ta phun vô là cái trái nhỏ nó đứng lại luôn á, thì chúng ta không làm phương án này. Mặc dù là chúng ta phun thì có thể đọt nó sẽ đứng lại đó, nhưng mà trái nhỏ nó đứng luôn, nên giờ mình áp dụng biện pháp tưới 1-2 gram thôi. Thì lúc này dinh dưỡng nó đưa lên thì có thể là cây nó sẽ tự động nó biết phân tán vào rau được đó, thì có thể là cái hiệu quả nó sẽ giúp cho chúng ta ngắn hạn trong thời điểm nào đó ức chế được cho cái cây trồng của mình. Rồi,
Thì giống như phương án lúc nãy, với cây yếu rễ nè, hoặc là cây giai đoạn mầm qua, hoặc là trái mới đậu, thì bà con mình có thể tưới thêm 15, 30, 15 mình tưới, hoặc là mình phun trực tiếp cho những cái cây đó. Bởi vì cái giai đoạn của nó hầu như nó hơi bị đồng loạt à. Giống giống như cách chăm sóc cây đồng loạt, thì mình có thể phun hỗ trợ thêm để cho cái việc đậu trái nó được tốt hơn, và cái việc hạn chế rụng trái non cho những cái cây mà nó hơi đồng loạt như thế được tốt hơn. Rồi, kính thưa bà con, thì sẽ có một cái phương án nó khó hơn một tí xíu nữa, thì cái việc này chắc có thể là nó sẽ không khả thi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm được nếu như trong một cái trường hợp đặc biệt nào đó mà cái lượng trái lớn trên một cây nào nó nhiều, thì chúng ta muốn cái mẫu mã nó đẹp hơn thì chúng ta sẽ cung cấp kali và bo phun riêng cho những cái trái đó thôi. Bởi vì nếu mà kali mà chúng ta phun trúng như những cái trái nhỏ thì nó sẽ bị ảnh hưởng, nên mà không làm được. Nên là mình có thể phun kali bo hoặc là kali nitrat, và có một cái cách nào đó mà chúng ta áp dụng riêng cho những cái trái đã trưởng thành, có nghĩa là ở giai đoạn tăng trọng, thì mình làm được thì sẽ tốt cho những cái trái đó. Nhưng mà nếu như mình làm không được mà ảnh hưởng những trái nhỏ thì thôi mình không làm, tại vì làm có ảnh hưởng thôi khỏi làm. Còn nếu mà chúng ta có cách phun, hoặc là chúng ta đủ dân công để mà chúng ta làm chậm chậm nhưng mà có thể hỗ trợ cho những trái lớn được, và cái diện tích mình nhỏ mình phun từ từ nó thì cũng được, thì chúng ta vẫn có thể áp dụng cái phương án này, là chúng ta sẽ dùng cái kali và bo để chúng ta kết hợp, hoặc là chúng ta dùng kali nitrat để chúng ta phun riêng cho những cái trái lớn ở giai đoạn trưởng thành thôi. Rồi, kính thưa bà con, thì một cái thông tin cuối cùng đó là về cái chế độ nước. Thì bà con chúng ta là với cây trái chì thì chúng ta tưới nước bình thường, nó sẽ không có ảnh hưởng quá đáng cho đến cây, cho nên là chúng ta cứ tưới bình thường, có nghĩa là mình tưới nhiều cũng được nhưng mà đừng quá đẫm. Đẫm quá đôi khi nó hấp thu nước, nó hấp thu đạm mạnh quá thì nó sẽ làm cho cái cơ động bên trên nó đi tập trung hơn, thì chúng ta không nên làm phương án đó, nhưng mà tưới bình thường. Còn nếu mà giai đoạn nào mà trên vườn mình nó sẽ có một cái đợt tập trung thu hoạch nhiều, ví dụ như là tuy là nói trái chì nhưng không phải là tuần nào chúng ta cũng bẻ, mà có thể là định kỳ 10 ngày, 15 ngày chúng ta bẻ một lần, thì cái lần mà chúng ta hái đó, hái trái đó, thì trước đó 1-2 ngày thì chúng ta nên ngắt nước đó, để mà chúng ta thu hoạch xong cái quay lại chúng ta tưới, và chúng ta bón phân, chúng ta tưới nước, thì nó sẽ cái chất lượng trái nó sẽ tốt hơn đó. Thì đây là một cái phương án để bà con mình xem xét. Còn nếu như mà kiểu như mà ngày nào cũng bẻ, tuần nào cũng bẻ thôi, mình cứ tưới nước như bình thường thôi chứ cũng không cần phải ngắt nước làm gì. Còn nếu mà định kỳ nó xa hơn, có thời điểm đó, thì chúng ta cũng có thể chủ động ngắt nước 1-2 ngày cũng được. Kính thưa bà con, thì nếu như chúng ta muốn tư vấn kỹ thuật và liên hệ với đội thăm vườn, thì bà con mình liên hệ qua 4 số điện thoại ở đây, thì anh em trong đội thăm vườn sẽ hướng dẫn bà con mình chi tiết trên từng loại cây trồng, từng giai đoạn, cũng như là cách lựa chọn sản phẩm của Mekomagri như thế nào, liều lượng sử dụng ra sao. Và nếu như bà con mình muốn mua hàng thì chúng tôi sẽ gửi đến tận tay bà con chúng ta thông qua dịch vụ vận chuyển. Ngoài ra thì sẽ có những hình thức mua hàng khác, ví dụ như bà con truy cập qua website bán hàng của công ty, thì chúng tôi sẽ có 2 website chính thức của Mekomagri, đó là mekomagri.com và phun thuốc tự động.com, thì bà con mình có thể truy cập vào 2 trang web này để mua hàng của Mekomagri. Ngoài ra thì nếu như quý vị chúng ta có thói quen mua hàng qua các shop của thương mại điện tử, thì quý vị có thể gõ trên Lazada, Sen Đỏ hoặc Shopee tên sản phẩm của chúng tôi. Ví dụ như các sản phẩm đã quen thuộc như là amino acid 10-60-10, MKB, humic, combi, magie kẽm bo, hoặc là một số sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, ví dụ như là diệt nhện, diệt gầy, lân hai chiều, Hexa MKA. Thông qua việc tìm kiếm này thì shop thương mại điện tử của Mekomagri sẽ hiện lên để cho quý vị chúng ta chọn mua. Ngoài ra thì tất cả những thắc mắc về thương mại điện tử thì quý vị chúng ta có thể liên hệ về 3 số điện thoại phụ trách riêng cho thương mại điện tử của chúng tôi, thông qua 3 số điện thoại ở đây. Ngoài ra thì để tìm hiểu về cách sử dụng của sản phẩm ngắn gọn trong 1-2 phút, thì bà con chúng ta có thể đăng ký kênh Mekomagri bán hàng. Thì những video trên kênh này là chủ yếu sẽ hướng dẫn liều lượng, cách sử dụng và cái đối tượng quản lý của những cái sản phẩm mà Mekomagri đang cung cấp. Xin cảm ơn quý vị và quý bà con chúng ta đã luôn đồng hành cùng Mekomagri và tin tưởng bộ sản phẩm của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị và quý bà con thật nhiều sức khỏe và canh tác thật thành công trên cây trồng của mình. Xin hẹn gặp lại quý vị và quý bà con chúng ta ở những thông tin tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.